Mục 2 hoàn thuế điều 18 đối tượng và trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng. 1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế, nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng, đối với trường hợp kê khai theo tháng hoặc trong quý, đối với trường hợp kê khai theo quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7 năm 2016, đối với trường hợp kê khai theo tháng hoặc trước kỳ tính thuế quý 3 2016, đối với trường hợp kê khai theo quý, đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 18 thông tư số 219 2013 TTBTC thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật. Ví dụ, doanh nghiệp A thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý, tại kỳ tính thuế quý 3 năm 2016 có số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết là 80 triệu. Thì doanh nghiệp A được khấu trừ vào kỳ tính thuế quý 4 năm 2016. Trường hợp các kỳ tính thuế quý 4 2016, quý 1 2017 và quý 2 2017 vẫn còn số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết thì doanh nghiệp A chuyển số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết để tiếp tục khấu trừ tại kỳ tính thuế quý 3 năm 2017 và các kỳ tính thuế tiếp theo. 2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động. Nếu thời gian đầu tư từ 1 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm C khoản 3 điều này. Trường hợp nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng 3. Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư. A. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm C khoản 3 điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định cùng tỉnh, thành phố đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế giá trị gia tăng được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh. Sau khi bù trừ, nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư. Sau khi bù trừ, nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo. Ví dụ, công ty A có trụ sở chính tại Hà Nội tháng 7 năm 2016. Công ty A có dự án đầu tư tại Hà Nội, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, công ty A thực hiện kê khai riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư này. Tháng 8 năm 2016, số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh mà công ty đang thực hiện là 900 triệu đồng công ty A phải bù trừ 500 triệu đồng thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện 900 triệu đồng. Vậy số thuế giá trị gia tăng mà công ty A còn phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 8 năm 2016 là 400 triệu đồng. Ví dụ, công ty B có trụ sở chính tại Hải Phòng. Tháng 7 năm 2016, công ty có dự án đầu tư tại Hải Phòng. Dự án đang trong giai đoạn đầu tư, công ty B thực hiện kê khai riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư này. Tháng 8 năm 2016, số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh mà công ty đang thực hiện là 200 triệu đồng. Công ty B phải bù trừ 200 triệu đồng thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện 200 triệu đồng. Vậy kỳ tính thuế tháng 8 năm 2016, công ty B có số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết là 300 triệu đồng. Công ty B được xét hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư. Ví dụ Công ty C có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm 2016, công ty có dự án đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đang trong giai đoạn đầu tư, công ty C thực hiện kê khai riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư này. Tháng 8 năm 2016, số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh mà công ty đang thực hiện là 300 triệu đồng. Công ty C phải bù trừ 300 triệu đồng thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện 300 triệu đồng. Vậy kỳ tính thuế tháng 8 năm 2016, công ty C có số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết là 200 triệu đồng. Công ty C không thuộc trường hợp được xét hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư. Công ty C thực hiện kết chuyển 200 triệu đồng vào số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tháng 9 năm 2016. Ví dụ Công ty D có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng. Tháng 7 năm 2016, công ty có dự án đầu tư tại thành phố Đà Nẵng. Dự án đang trong giai đoạn đầu tư, công ty thực hiện kê khai riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư này. Tháng 8 năm 2016, số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết của hoạt động sản xuất kinh doanh mà công ty đang thực hiện là 100 triệu đồng. Vậy tại kỳ tính thuế tháng 8 năm 2016, số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư 500 triệu đồng thuộc trường hợp được xét hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư, số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện 100 triệu đồng thì được khấu trừ vào kỳ tính thuế tháng 9 năm 2016. B. Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, có dự án đầu tư mới, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm C khoản 3 điều này, và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định tại địa bàn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh thành phố nơi đóng trụ sở chính đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động chưa đăng ký kinh doanh chưa đăng ký thuế thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện Số thuế giá trị gia tăng được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh sau khi bù trừ nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư sau khi bù trừ nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn ba trăm triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các ban quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương, ban quản lý dự án chi nhánh có con dấu, theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì ban quản lý dự án chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai nộp thuế. Dự án đầu tư được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 2 khoản 3 điều này là dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Ví dụ, công ty A có trụ sở chính tại Hà Nội, tháng 7 năm 2016, công ty có dự án đầu tư mới tại Hưng Yên, dự án đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế. Công ty A thực hiện kê khai riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư này tại Hà Nội trên tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư. Tháng 8 năm 2016, số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh mà công ty đang thực hiện là 900 triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 500 triệu đồng thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện 900 triệu đồng. Vậy công ty A còn phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 8 năm 2016 là 400 triệu đồng. Ví dụ, công ty B có trụ sở chính tại Hải Phòng. Tháng 7 năm 2016, công ty có dự án đầu tư mới tại Thái Bình. Dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế. Công ty B thực hiện kê khai riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư này tại Hải Phòng trên tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư. Tháng 8 năm 2016, số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh mà công ty đang thực hiện là 200 triệu đồng. Công ty B phải bù trừ 200 triệu đồng thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện 200 triệu đồng. Vậy kỳ tính thuế tháng 8 năm 2016, công ty B có số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết là 300 triệu đồng. Công ty B được xét hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư. Ví dụ, công ty C có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm 2016, công ty có dự án đầu tư mới tại Đồng Nai. Dự án đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế. Công ty C thực hiện kê khai riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư này tại thành phố Hồ Chí Minh trên tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư. Tháng 8 năm 2016, số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh mà công ty đang thực hiện là 300 triệu đồng. Công ty C phải bù trừ 300 triệu đồng thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện 300 triệu đồng. Vậy kỳ tính thuế tháng 8 năm 2016, công ty C có số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết là 200 triệu đồng. Công ty C không thuộc trường hợp xét hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư. Công ty C thực hiện kết chuyển 200 triệu đồng vào số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tháng 9 năm 2016. Ví dụ, công ty D có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng, tháng 7 năm 2016, công ty có dự án đầu tư mới tại Quảng Nam. Dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế. Công ty D thực hiện kê khai riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư này tại thành phố Đà Nẵng trên tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư tháng 8 năm 2016, số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết của hoạt động sản xuất kinh doanh mà công ty đang thực hiện là 100 triệu đồng. Vậy tại kỳ tính thuế tháng 8 năm 2016, số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư 500 triệu đồng thuộc trường hợp được xét hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư, số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện 100 triệu đồng thì được khấu trừ vào kỳ tính thuế tháng 9 năm 2016 c cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp C1. Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật. Các hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư nộp từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 của cơ sở kinh doanh, nhưng tính đến ngày nộp hồ sơ không góp đủ số vốn điều lệ như đăng ký theo quy định của pháp luật thì không được hoàn thuế. C2. Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của luật đầu tư là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, nhưng cơ sở kinh doanh chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc chưa đáp ứng được điều kiện kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cần phải có xác nhận chấp thuận dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư C3. Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Nhưng trong quá trình hoạt động, cơ sở kinh doanh bị thu hồi giấy phép kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, bị thu hồi văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đầu tư kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Kiện, hoặc trong quá trình hoạt động cơ sở kinh doanh không đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thời điểm không hoàn thuế giá trị gia tăng được tính từ thời điểm cơ sở kinh doanh bị thu hồi một trong các loại giấy tờ nêu trên hoặc từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh không đáp ứng được các điều kiện về đầu tư kinh doanh có điều kiện C4. Dự án đầu tư khai thác tài nguyên khoáng sản được cấp phép từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư. Việc xác định tài nguyên khoáng sản, trị giá tài nguyên khoáng sản và thời điểm xác định trị giá tài nguyên khoáng sản và chi phí năng lượng thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 23 điều 4 thông tư này. 4. Hoàn thuế đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu A. Cơ sở kinh doanh trong tháng Đối với trường hợp kê khai theo tháng, Quý đối với trường hợp kê khai theo quý, có hàng hóa dịch vụ xuất khẩu, có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ, từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng quý. Trường hợp trong tháng quý, số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng quý tiếp theo. Cơ sở kinh doanh trong tháng quý vừa có hàng hóa dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế giá trị gia tăng đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ xuất khẩu trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu bao gồm số thuế giá trị gia tăng đầu vào hạch toán riêng được và số thuế giá trị gia tăng đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên. Nếu sau khi bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hàng hóa dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa dịch vụ xuất khẩu. Số thuế giá trị gia tăng được hoàn của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu nhân với 10%. Đối tượng được hoàn thuế trong một số trường hợp xuất khẩu như sau: đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu là cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu đối với gia công chuyển tiếp là cơ sở ký hợp đồng gia công xuất khẩu với phía nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài là doanh nghiệp có hàng hóa vật tư xuất khẩu thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu tại chỗ B. Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không được thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan. Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 2 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các văn bản hướng dẫn Ví dụ, công ty thương mại A nhập khẩu 500 chiếc điều hòa từ Nhật Bản và đã nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu. Sau đó, công ty thương mại A xuất khẩu 500 chiếc điều hòa này sang Campuchia thì công ty thương mại A không phải tính thuế giá trị gia tăng đầu ra, số thuế giá trị gia tăng của 500 chiếc điều hòa này đã nộp ở khâu nhập khẩu. Và thuế giá trị gia tăng đầu vào của dịch vụ vận chuyển lưu kho không được hoàn thuế mà thực hiện khấu trừ. Ví dụ công ty trách nhiệm sản xuất và thương mại b xuất khẩu tinh bột sắn sang trung quốc qua đường mòn lối mỏ không thuộc địa bàn hoạt động hải quan thì công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại b không được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tinh bột sắn xuất khẩu C cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không bị xử lý đối với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế, gian lận thương mại trong thời gian 2 năm liên tục, người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ví dụ, tháng 9 năm 2016, công ty C đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu sang Hồng Kông. Tháng 6 năm 2015, công ty C đã bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với hành vi trốn thuế. Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế đối với đề nghị hoàn thuế của công ty C. 5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thẻ, phá sản, chấm dứt hoạt động, có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải giải thẻ phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính thức theo dự án đầu tư thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đã kê khai khấu trừ hoặc đã được hoàn cơ sở kinh doanh phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc giải thẻ phá sản chấm dứt hoạt động theo quy định trường hợp cơ sở kinh doanh sau khi làm đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật về giải thẻ phá sản thì đối với số thuế giá trị gia tăng đã được hoàn thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thẻ phá sản và quản lý thuế đối với số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn thì không được giải quyết hoàn thuế trường hợp cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động và không phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước trường hợp có phát sinh bán tài sản chịu thuế giá trị gia tăng thì không phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng của tài sản bán ra Ví dụ, năm 2015, doanh nghiệp A trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp A có phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào của giai đoạn đầu tư đã được cơ quan thuế hoàn trong tháng 8 năm 2015 là 700 triệu đồng. Do khó khăn, tháng 2 năm 2016, doanh nghiệp A quyết định giải thẻ và có văn bản gửi cơ quan thuế về việc sẽ giải thẻ thì trong giai đoạn doanh nghiệp A chưa hoàn thành thủ tục pháp lý để giải thẻ, cơ quan thuế chưa thu hồi lại thuế giá trị gia tăng đã hoàn. 20 ngày trước khi doanh nghiệp A có đủ thủ tục pháp lý để giải thể chính thức, vào tháng 10 năm 2016, doanh nghiệp thực hiện bán một tài sản đã đầu tư thì doanh nghiệp A không phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng của tài sản bán ra, số thuế đã được cơ quan thuế hoàn. Đối với những tài sản không bán ra, doanh nghiệp A phải kê khai điều chỉnh để nộp lại thuế giá trị gia tăng đã được hoàn. 6 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức oda không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại viện trợ nhân đạo a đối với dự án sử dụng vốn oda không hoàn lại chủ chương trình dự án hoặc nhà thầu chính tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình dự án được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng đã trả đối với hàng hóa dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình dự án. B. Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa dịch vụ phục vụ cho chương trình dự án viện trợ không hoàn lại. Viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn thuế giá trị gia tăng đã trả của hàng hóa dịch vụ đó. Ví dụ, Hội chữ thập đỏ được tổ chức quốc tế viện trợ tiền để mua hàng viện trợ nhân đạo cho nhân dân các tỉnh bị thiên tai là 200 triệu đồng. Giá trị hàng mua chưa có thuế là 200 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng là 20 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ sẽ được hoàn thuế theo quy định là 20 triệu đồng. Việc hoàn thuế giá trị gia tăng đã trả đối với các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA không hoàn lại thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 7. Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng. 8. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh. Việc hoàn thuế giá trị gia tăng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh. 9. Cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Nội dung này đã được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 điều 1 thông tư 130-2016 TTBTC.